để thời gian bên nhau. Lên tiếp nhá, hôm nay em khỏe thật đấy. Ngày mai sẽ nghỉ quay một ngày để chốt đơn, nên là các chị vào lựa đồ. Chưa ai xem, không ai thèm xem nữa rồi. Em ơi, chị Trương Thúy Hằng là đồ tặng tính ship toàn bộ cho chị nhá. Nha. Còn thấy bộ tóc không? Chốc buộc tóc lên, tóc bết quá. Hello chị Nguyễn Thanh, xin chào chị Thu TT Chân. Và mua áo dạ với em đi. Em ơi, cho chị cái dây buộc tóc ấy. Có ai có dây không? Nhưng mà mấy cái mối nối của chị nó bị bắt đầu tụt rồi, buộc tóc lên bị lộ. Nó cứ bị cộm cộm lên ấy, khó chịu cực. Đợt trước buộc thì không bị. Lên dạ ok bình yên, có thấy latte Mỹ Dung nhá. Em lên cả dạ nhá mọi người. Ở đây hình như hết bọc len rồi sao? Em buộc cái tóc lên này cho nó thoáng đãng. Xin chào chị Nguyễn Nga, sao mình buộc tóc nhìn ngu ấy nhỉ? Buộc cao quá. Mối nối nó bị lộ. Có thấy latte Mỹ Dung nhá. Xin chào Nguyễn Nga nhá. Mọi người chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em nào các chị ơi. Chia sẻ live stream cho em một chút nhá, cho lên view hoặc là chờ các bạn đi vào xem đã. Giờ này page đang bị giảm tương tác lắm, khách không nhận được thông báo đâu. Những chị nào mà hay mua hàng nhà em ý thì đặt page em ở chế độ xem trước nhá. Đặt page em ở chế độ xem, đặt page em ở chế độ xem trước thì mỗi khi nhà em quay là sẽ hiển thị thông báo cho mọi người nhá. Là các chị sẽ thấy thông báo để vào xem. Bởi vì nhiều khi bây giờ nó đang bị ẩn, nó bị giảm tương tác nhiều lắm ạ. Chẳng xóa nước tóc rồi. Nó cứ bị phồng một bên lên nhá, một bên kia thì xẹp cả xuống kinh cực. Mọi người chia sẻ livestream đã 62 người xem là nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em cái các chị ơi. Em bảo các chị vào xem lại rồi chị mới vào cái livestream cũ ấy. Mọi người chờ một chút nhá, cho thêm người vào xem rồi em quay đỡ mất công lại phải quay lại. Em tháng 3 ra Tết cơ. Cày nốt cái mùa đông năm nay với chị em. Ra Tết nghỉ sinh em bé là vừa. Xong rồi đến tầm tháng 5 mùa hè chị em mình lại gặp lại. Em đùa chứ em nghỉ, các bạn nhà em vẫn làm mà, vẫn bán hàng bình thường. Nên là mọi người đừng quên em, hãy vẫn ủng hộ em là được. Mọi người chia sẻ like stream mạnh tay lên cho em nào các chị ơi. Xem bao nhiêu người xem rồi, đang bị comment nó ẩn hết rồi. Em là chị Dương Quế Lâm, 156 người rồi ạ. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Giờ này cứ làm sao ấy, các chị chỉ vào xem thôi, chả đoái hoài gì đến con em cả. Chỉ vào xem thôi. Buồn lắm. Da lộn. Chị ơi em không bán da lộn nhá. Mấy hôm nữa em mới bán. Thực ra là bởi vì chắc là do em không thích da lộn lắm. Em chào chị Hoàng Hiền. Chắc tại em kiểu em cũng không thích da hàng da lộn lắm ấy. Nên là em cũng ít khi bán da lộn lắm. Kể cả năm ngoái năm nay cũng thế. Em về một mã phao cực kỳ đẹp cho các chị luôn. Em về cả khăn cho các chị luôn. Năm nay em lấy cả khăn về bán tri ân cho mọi người nhá. Em khẳng định là bán không lợi nhuận luôn. Bán khăn cho mọi người để tri ân này. Mọi người chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em nhá. Nhưng mà phao để mai đi, về rồi nhưng mà em đang để chất ở ngoài kia em chưa có mang vào. Mọi người nhá, mọi người chia sẻ livestream hôm nay em lên chủ yếu là dạ và len. Len đi bạn mình chọn thêm, ok chị yêu. Hộp đơn dùm em với. Mọi người xe 5 nhóm đi ạ, xe 5 nhóm nhá. Xe 5 nhóm nhá, chị nào có lượt xe nhiều nhất em sẽ tặng một chiếc áo dạ trị giá 400.000, ok chưa ạ? Yên tâm là bao giờ xe cho em không bao giờ thiệt đâu. cứ yên tâm là nhận quà đều đều luôn nhá. C5 nhóm này, C5 nhóm dùm em, và chị nào có lượt xe nhiều nhất bên em sẽ tặng một chiếc áo dạ trị giá 400.000 đồng. Ok chưa ạ? Dạ lông ok nhá chị Ngọc ơi. Căn bản là bây giờ cũng mệt quá rồi nên là không chơi game kiểu ấy được. Thôi cứ bán hàng nhá. Rồi tặng cho những chị nào mà có lượt xe nhiều nhất thôi ạ. Ok không ạ? Bởi vì là bây giờ thì nói cả buổi chiều em cũng khá mệt rồi, nên là chỉ dành cho chị nào xe nhiều nhất nhá. Xe nhiều nhất thì em sẽ tặng một chiếc áo dạ trị giá 400.000 đi cho dễ. Ok không ạ? Nhá các chị nhá. Nào mọi người chia sẻ mạnh tay cho em đi ạ. Chia sẻ mạnh tay cho em nào, nhanh tay. Các chị cứ chia sẻ đi nhá. Ai có lượt chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng. Nhà em có phần mềm lọc nên là mọi người yên tâm là không sợ bị nhầm hay gì đâu ạ. Nhá mọi người nhá. Rồi ok, bây giờ em sẽ lên này. Sẽ lên hàng nhá. Ok không ạ? Tụt view liên tục, em mỏng mấy hôm nay rồi. Cái gì mà không nghén. Thực ra là em bị nghén cách đây khoảng hơn 1 tháng. Còn 1 tháng, hơn 1 tháng đổi về đây thì không bị nghén nữa. Nghén kiểu như ạ, em là tính hay nói nhiều ấy, nên là có xuống đây làm thì không mệt, nhưng mà đến khi về nhà nằm bét lết luôn. Nằm phải gọi là nằm đến tận sáng ngày hôm sau luôn. May nhưng mà nghén lại sụt cân các chị ạ. Này cầm chị, nghỉ ngơi tí đi chị. Ôi nhưng mà kiểu dạng như là nằm ở nhà chán cực luôn ý. Kiểu ví dụ cả tuần chồng em mà đi làm nhá, nằm ở nhà chán dã man luôn. Buồn ý, nằm ở nhà chả có ai chơi, xong cứ nằm các bạn ở dưới này chốt đơn, xong mình cứ nằm trên nhà xem tivi chán dã man. Dạ size nhỏ đi, dạ lông đi em. Ok. Đang ra bới, chị có ra bới này lên chị cái. Em vừa đè hết đồ lên rồi. Nhưng mà trộm vía may nghén ít thời gian, nhưng mà nghén xong thì giảm được một ít cân. Ngày trước béo hơn bầu, bây giờ lại không phải tăng cân gì cả. Cho chị xem con dạ vàng, chờ em một chút. Em sẽ lên một con dạ lông đỏ đầu tiên này. Dạ lông đỏ nhá. Ôi tác con này là 2.698 tệ. Nói chung là mấy cái dạ lông này có cả cổ lông thật nhá. Chị nào mà lấy được áo cổ lông thật thì... Ôi con này đẹp quá. Mark ghi XL, nhưng mà chỉ size L thôi. Tâm Lan đây xem chị. XL đúng không? XL. Mark ghi XL nhưng mà chỉ size L thôi. Xem cổ lông này tháo được không? Cổ lông này tháo thoải mái nhá. Đây ạ, chị nào thích không thích thì về tháo cổ lông ra mặc thành áo dáng vest này. Áo này nhá. Hàng new nhá các chị ơi. À, nó ghi là size XL thì size L thôi. Gì đều biết. Đây nhá. Đẹp dã man luôn, như em mặc bị rộng ấy. Cái form này khoảng 60 đến khoảng 65 cân là mặc được. Chị nào lấy áo này em để với giá là 350 à. Mở màn một con áo đầu tiên với giá là 370.000. Chị nào lấy comment là 370 ok ạ. 370 chị Ngọc Nguyên nhá, chị Ngọc Nguyên vừa luôn á. Chị Ngọc Nguyên nhá, 370.000. 370.000 cho em này. 370.000 nhá, đây. 370.000 chị Ngọc Nguyên nhá. Chị Ngọc Nguyên, em lên một con dạ màu xanh, màu này cũng sang. Sau em sẽ lên dạ trơn nhá. Nói chung là mấy cổ lông này đều tháo được. Chị Hủy à, chị hay làm sao ạ? Không phải chưa bụng đâu, chị Lâm Phong ơi, to vết đấy, nhưng mà cái quần này đây này, đằng sau em còn không cài hết khóa. Lên được có tí khóa. Size XL. Cái đấy size gì đấy? Ok Ngọc Jenny. Con màu xanh này đẹp nhưng mà sang. Nhưng mà nó có cái hàng đá đây nên là nhìn nó hơi dừ một chút này. Mà đẹp lắm, các chị có thể mua tặng. Cái gì? 370. Cái áo màu xanh này nhá, 350.000. 350.000 này. 350.000 là giá đang tri ân nhá. 350.000, con này khoảng 60 cân cho đến 67 cân. Mặc ok, con này sang lắm này. Cô hết pin em ơi. Cắm hộ chị sạc với màu xanh nhá. Có, chắc là có đấy chị Trương Lan ơi. Để em tìm coi, chờ em một chút. Bắt đầu cho chị lên dạy nhá. Đẹp lắm luôn này. Mấy cái này thì được cái là sang nhá. Rẻ dã man luôn, dạng lông mà có 350.000. Đây là em đang bán sale mấy con đầu nhá. Bỏ ra hộ chị nhé, tức là chị không lấy hai làm sao ạ. Rồi ok, chị có lấy cái màu xanh này không? Lần sau chị xem kia đặt dùm em nhá. Vừa đầu live stream chị đã chốt thì Thủy mất công em lắm. Mà em thì cũng hơi tí một tí. Em cảm ơn chị Trương Loan. Ok, con lên này đi đã, xem có ai giải ai giải vía cho em không 130. Bởi vì em không thích kiểu dạng như vừa đầu live stream chị chốt không chị Thủy mất công em đó. 130 nhá. Con len cổ lọ này 130.000. 130k, ai lấy comment là 130 nhá. 130 kèm số điện thoại. 130 kèm số điện thoại dùm em. Em có một con siêu phẩm này. Chị nào mà không chốt con này thì quá phí luôn. Con này siêu phẩm 210.000 nhá. Mặc lên đẹp cực. Các chị không lấy cho em lấy về mặc quá à? Bởi vì nó là form chữ A, dễ mặc lắm. 130 chị Mỹ Dung, em cảm ơn chị Mỹ Dung nhá. Con này 210.000 nhá. 210.000, ai lấy comment là 210 kèm số điện thoại này. Riêng con váy này là chất lên ép. Các chị yên tâm đi, vào mùa, các kể cả chị mùa đâu 350 là chuyện bình thường. Cho chị mấy con dạng ép này này. Sao bé nha. Con này không nhìn thấy sai luôn. Ừ, nhá, chị đút vào cái cặp này. Em lên một con dạng size L này. Em để con váy đâu. Tiếp một con dạ này nhá, con này đẹp lắm luôn. Con dạ này nhá. Chị phải cắt một tải ngoài kia vào. Chị có màu xanh rêu kìa. Màu kem kìa. Em này nhá. Em này 430.000 này. 430.000 là giá đã sale rồi nhá. 430.000 form từ 60 cân đến 68 cân. Không phải rêu đấy, con rêu cái kìa, con rêu khuy này, ra đây này. Con rêu khuy chữ Hàn này, đấy. Form này cực kỳ đẹp luôn này, chị nào cao 1m6 trở lên mặc con này quá đẹp nhá. Chất cực kỳ đẹp, giá tác là hơn 2 triệu ạ. Chị nào lấy em sale còn 430k. Sai. 430k nhá. Ai lấy comment là 430 các chị ơi, đừng tiếc tiền. Đừng tiếc tiền, mua những kéo dạ hơn 100.000 về không mặc ở đâu nhá. Em nói thật, đừng bao giờ tiếc tiền để mua một cái áo dạ. Bởi vì thực ra cái giá 400.000 một cái áo dạ là quá rẻ rồi. Như kể cả như mẹ em hay là nói chung là có rất nhiều, kể cả em hay đi order cái áo dạ tiền triệu về mặc quá bình thường luôn. Chắc là không bằng những cái này. Cái này chẳng qua là nó bán sale ấy. Ôm được lô sale thì được giá đấy thôi. Ok, lên một con dạ màu rêu siêu phẩm này. Con này là con... Đây nhá, con dạ màu rêu siêu phẩm. Ê ôi, chị nghĩ là phải chuyển sang buổi tối bán dạ thật. Buổi bán nhanh dã man ấy mà mọi người rảnh hay sao ấy, mấy chị ý rảnh. Em để ý thấy là hai dạ con bán tối. Buổi tối bán đông mà. Con này size L, nhưng mà con này là form dáng váy cho em nhá. Form dáng váy em này 499.000 này. Form dáng váy. Thực ra là các chị mà quen mặc kiểu Hàn Quốc ấy thì mặc này chả làm sao cả. Đẹp dã man luôn. Giá là 499.000. Quy khiết cực kỳ đẹp nhá. Quy này, khiết này cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ thôi, các chị thích xem gì các chị comment đi ạ. Để em quay cho nhanh. Chứ bây giờ cứ nhiều người xem này, xem nó không nói gì mất công á. Mọi người thích xem gì mọi người comment nhá. Bởi vì em thì em không biết là các chị thấy cái giá dạ này có đắt không, hay là như nào thì em không biết. Nhưng mà em khẳng định với các chị là cái chất dạ này vì cái giá tiền này là quá rẻ. Ngay cả bản thân em đi mua cái áo dạ mấy triệu về không bao giờ đẹp bằng dạ này luôn. Chính vì thế mà em không bao giờ em mua hay là bán kiểu len new rồi các thứ. Đấy lại là mấy cái mà em đi mua ở ngoài bị đắt nhiều rồi. Màu đỏ size M. Cái màu đỏ chị 65 cân mặc vừa nhá, chị Đặng Bảo Thiên Ân nhá. Các chị hỏi size S đúng không ạ? Hay là len, nói chung các chị thích gì thì comment cho em quay cho nhanh. Đỡ mất thời gian của mọi người ngồi xem cũng mất thời gian. Thì với chị một con dạ đỏ size M nha. Có đổ màu gen di. Dằn di à? Đúng rồi, bởi vì thực ra là các chị ơi, chủ yếu là hàng sale ấy, người ta dập nhầm tăng mát các thứ mới có giá đấy thôi. Chứ cái giá trên tác là tiền triệu. Lại là cái kiểu đấy. Xem mở đây. Em có thể rút một cái kiểu khác được không? Nhìn cái tác nó đây này. Em nhìn cái vừa rồi chị mặc nhá, em nhìn này. Những cái kiểu này thì em đừng rút nữa, cái tác giống hệt nhau, tức là nó kiểu dáng giống nhau rồi, rút ra làm gì nữa. Cái con vừa nãy em mặc có cả M cả L nhá, con 430 vừa nãy ạ. Cái con em vừa mặc size S không có. Khoác len ok ok được rồi, em sẽ lên len, em ơi bê chị len vào đây cả. Đây nhá, con này size M em mặc vừa luôn. Người em là mặc chuẩn size M. Phương ơi em cũng phải đứng dậy hộ đan của mình, nó cứ chạy em cứ ngồi buồn cười nhở. Không. Chị bảo em đi lấy bởi vì đan đang này. Bỏ cái bàn ra nó kéo vào cái sạc điện thoại này. Ôi ôi chết chết chết. Em lên con này có cả M cả L luôn này. Cả M cả L nhá. Như form em mặc là size M. Bởi vì sao? Cái này nó là dạ suông chứ không phải là dạ ôm, dạ bo, dạ body. Nếu mà dạ ôm thì nó sẽ có những cái viền, tức là nó sẽ kiểu may về cái viền mà đây là dáng dạ suông nhá các chị nhá. Bản thân em thì em luôn mặc dạ suông vì nếu mà các chị nào bụng to hay người khuyết điểm ấy thì nó che khuyết điểm cực kỳ tốt. Em này là 430.000. 430 có M và L. Chị nào lấy comment là 430 kèm M hoặc L dùm em. Như em là 57 cân. Em là 57 cân nhá, 430.000. Size M và size L. Cái này có M và L nhá, chất da cực kỳ đẹp. Nếu mà các chị đến đây mà sờ tận tay vào chất da, chắc chắn là các chị sẽ thích lắm. Bởi vì các chị nhìn này. Cái áo dạ này nó ngang áo dạ tiền triệu mà lại chỉ có giá có hơn 400.000 một xíu thôi. Là quá rẻ luôn. Cái này không thấy giá, nó in trên này. Đây này. Hàng nhá, đầy đủ tag mác cho em nhá. 430.000 có size M và size L. Con này quá đẹp. Chất dày dã man luôn. Thôi quay lên nhá. Quay những cái hàng cao tiền này quay buổi tối các chị xem đông hơn. Rồi ok quay lên này. Len nâu nhá, 135.000 này. 135.000 chất cực kỳ đẹp luôn. 135k, ai lấy comment là 135 này. Có hai cái túi nhá, 135.000. Ai lấy comment là 135k. Cẩn thận đừng đổ ra. Em chỉ cần mở đầu với chị thôi. 135k kèm số điện thoại nhá, con này xinh này. Bọc này nó cho Hà mặc thì đẹp. Hà mặc vừa với kiểu này hết. 135k kèm số điện thoại. Đấy chị thắc mắc. Cái váy len này nhá. Cái váy len này cũng giá là 145.000 cho em này. 145.000 chị Bích Hòa chốt 1 35 Bích Hòa như có đơn giữ ấy. Chị Bích Hòa có áo hình như là có đơn giữ từ ngày hôm qua. 145k nhá mọi người nhá. 145.000 đây là dáng váy. Em cao chị nào thấp hơn em thì mặc sẽ thành dáng váy này. Cái này mặc mít cổ sơ mi cực kỳ đẹp. 140. Con khoác len màu nâu này. Chị Bích Hòa có đơn dư không? Chị nếu không nhầm thì Hòa có. Đây nhá. Khoác len nâu này. Khoác len nâu 140.000. 140.000 nhá, chất cực kỳ dày luôn. Ok chị Bích Hòa, 140.000 nhá. 140.000, ai lấy comment là 140 kèm số điện thoại. Lại màu đỏ nhiều quá. Chắc là nó bị lẫn cái tải, mình cắt đúng cái tải màu đỏ ấy. Trên mơ phải cắt thêm một tải nữa. Bởi vì tải là toàn màu đỏ. 140 nhá, khoác len nhá. Chị Mỹ Dung. Cởi cúc cho chị ấy. Chị Lan Phong sau mất dùi. Ôi tiếc một con khoang len lẫn à. Một ngoài cả. Màu đỏ pha hồng. Chất len cực kỳ dày nhá. Này to, dày. Size L ấy. Em này 150.000 nhá. Nó có cái đai ở đây này. 150.000 á. Đây à, nhưng mà form này to lắm. 150.000. 48 cân cao 1m56. Mặc cái gì rộng hả chị Ngô? Chị ơi cái áo chị vừa chốt không rộng đâu ạ. Cái áo chị chốt không rộng đâu. Con này cũng đẹp này, cờ à. Đây này, em này màu đen, à màu đỏ trơn này. Em áo này nhá, 135.000 luôn. 135.000 con này đẹp đấy. 135.000 nhá. Ai lấy comment là 135. Sao em ở Hà Đông? Bây giờ bảo tìm thì khó lắm Ngọc ơi, rút được con nào bán con đấy thôi. 135.000 nhá, đây. Con này đẹp lắm, chất len đẹp, mặc vào sướng cực, mịn cực kỳ luôn. Ok Ngô Thảo, bây giờ quay ra đây. Ngô Thảo đang tìm áo kiểu nào comment nhá. Cho chị xem cái đen em vừa mới vứt qua. Đây để em mặc lại. Con này khoác len mà. Em len này là khoác len ạ. 135 chị Ngọc Nguyên. Chị ơi lần này chị chốt chắc cho em nhá. Chị vào hủy đông lần nữa em không bán nữa đâu. Đây nhá, cái áo em đang mặc này. Áo này em mặc nhá. Cái túi nó khâu lại rồi sao. Cái áo này em sale 100.000 cho chị nào lấy. Ai lấy khoác lên comment khoác lên 100k. Khoác lên 100k nhá. Vâng, nào nhanh. Em lọc qua chưa? Lọc qua chưa? Khoác lên 100. Em xíu. Ủa, con chó đẹp thế. Dáng váy này. Em này dáng váy nhá. Em này dáng váy chất lên ép nhá. Chất lên ép 155.000. 155.000 con này đẹp đấy, dáng váy nhá. Chị ơi tay này. Tay kể. Form này khoảng 55 cân đổ về thôi. Béo to hơn là mặc nó sẽ bị kích ấy. Cái này mặc xuông xuông mới đẹp. 155.000. Chị ơi chị lấy khoác len 100k để lại số nhá. Màu đen. Cổ lông này. Tay pha ren nhá. Tay pha ren. 155k của chị Trang Minh. Có đơn rồi đấy. Ok bị phai rồi đúng không? Em nhìn thấy phai không? Ôi phai xanh đúng không? Nó không nhìn rõ đâu, khó nó nhìn lắm. Con này nó hơi bị phai một ít màu xanh các chị nhìn thấy không? Đây em quay gần nữa các chị xem còn không rõ đúng không? Nó hơi mờ mờ, soi kỹ lắm mới thấy. Chị nào lấy con này em fix còn 70.000 nhá. Em fix còn 70.000 chắc chắn không lộ luôn ạ. 70.000, ai lấy comment là 70k. Ai lấy comment là 70k kèm số điện thoại nhá. 70k kèm số điện thoại. Hàng si bạn ơi. Nhưng mà hàng si mình nói thật với bạn luôn, chất đẹp hơn hàng mới gấp tỷ lần. 70k của Ngọc Jenny nhiều mà gộp gì nữa nhỉ? Con màu đen tay thổ cẩm họa tiết này. Màu họa tiết tối nhá, đây. 70k của chị Ngọc Jenny rồi ạ. Cái đen này nhá, 135.000. 135.000 con đen này các chị mặc đi bốt cho em này. Tay họa tiết thổ cẩm đi bốt đến đây này. Con này mặc ngang đùi đi bốt cho em đẹp cực kỳ luôn. 135k nhá, chất lên đẹp. 135k. Ô, con này cũng đẹp. Con này của Nguyễn Nga. Sao mắc vào đây không biết. Em ơi chị cái kéo chị cắt. Để cắt đầu cắt đít nó mới không. 135 của ai kìa. Đọc tên đi. Chị Chiến Hồ Mộng ạ. Ok chị Chiến Hồ Mộng này. Con này cũng đẹp. 150.000 này. Con này chất đẹp lắm. Dày. 150.000 nhá. Em mặc thử à. Một 150.000. Em này đẹp này. 150.000 nhá. Màu pha quá đẹp luôn. Size ML đều vừa. Form rộng. Chất lên đẹp nhá. Chất lên lâu. Đẹp lắm nhưng mà chất mịn cực kỳ luôn. Chị nào không cho con này là quá phí. Chất sướng cực kỳ luôn ấy. Chất sướng á. 150.000. Ô đổ rồi à. 150.000 nhá. Cái trà dưới toàn màu đen. Đúng không? Ôi này. Này. Bị chầm đúng không? Còn phai nữa. Đúng không? Con này chị nào lấy fix 50.000 nhá. Các chị về chị có chấm thuốc tẩy. Mà thực ra là nó cũng chẳng ảnh hưởng. Nó không ảnh hưởng lắm. Nhìn nó cũng không phải lắm. Chị nào lấy em fix còn 50.000. 150k chị Hoàng Hiền đẹp đấy chị ơi. Chị nào lấy con này fix 50.000 nhá. Nó hơi bị chấm ở đây này. Thực ra là nó không lộ lắm mà bỏ đi phí. Chất đen đẹp. Thôi bút lại đi. Được. Cái len nâu của kia bị làm sao nhỉ? Em ơi, cái len nâu của kia làm sao đấy? Kìa. Ô, con len đen này đẹp thế. Con len đen dáng rộng này. Cái này á? Cái này à? Không, cái kia. 50 chị Trang. Chị Trang, Trang Minh lấy cái đỏ nhá. Chị về chị chấm thuốc tẩy vào chỗ đấy là ra đấy. Trang Minh lấy cái đỏ kia. Cái đỏ ấy 50.000 ấy. Đẹp thế, chất này đẹp. Con lên màu đen dáng rộng cho em. Các chị nhìn thấy dáng không? Đẹp lắm. Con này chất đẹp cực kỳ luôn nhá. 145.000. Chị nào lấy con mê là 145 dùm em này. 14145 145k. Đẹp lắm, này sẻ tà nhá. 145k. Con này mặc quần len kinh cũng hợp, mặc quần bò cũng hợp. Áo kẻ trắng đen 73 cân. Kẻ trắng đen nào nhỉ? Ai đốt nhau. Ô, con dê rằng váy. Con len rằng váy màu đen này, các chị nhìn thấy không? Dập đây nhá. Này, dáng váy nhá. Con này 160.000, chất cực kỳ đẹp. Nó có cái chân dê này. Đấy. Nó pha này, chất đẹp lắm. 160.000. Yên tâm đi, màu đen quay lên thì không nổi đâu. Nhưng màu đen là màu mà các chị dễ mặc nhất. Đấy mọi người nhá. Đây 160.000 nhá. Chất cực kỳ đẹp này. Chất đẹp lắm. 160.000. Ô, một cái yếm. Một cái quần yếm này. Màu à đó, váy. Váy xẻ 160. Chị Trương Loan. Đẹp đấy, con này đẹp. Đây nhá, con dáng yếm này, dáng váy nhá. Con này từ 1m6 trở lên mới mặc được nhá mọi người. Này, cổ này. Em này cũng phải size ML, size S không mặc ở đâu rộng. Em này 180.000, chất quá đẹp luôn, chất lên ép nhá. Đây này, kiểu yếm như này nhá, cổ này. Đằng sau có khóa này. Chất lên đẹp lắm, 180.000 nhá. Nó là kiểu, nhưng mà từ 1m6 trở lên mới mặc được. Thế nên các chị phải mặc một cái kiểu giữ nhiệt hoặc là cái áo tay lấp lánh ở bên trong ấy. 180.000. Chất quá đẹp luôn này. 180. Con này mà không, ai mà không chốt thì quá phí, chất lên ép nhá. Con này bán 300.000 vẫn được luôn. Con này bán 300.000 vẫn được luôn nhá. Thì cả lẫn một con kiểu xuất sắc thôi. Chất đẹp ra mang luôn. 180.000. Len đen kẻ xanh. Len đen kẻ xanh 130. Len đen kẻ xanh 130. Ok, yếu hoa chốt chị. Em sờ chất đi. 180 thôi. Ui, 1m6 rồi đây là mặc rồi. Cái kiểu này mặc qua rồi mới đẹp. 130.000. Con này đẹp này. Con này cũng chất lên hết nhá. 130. Thích một con váy nè. Con váy nè. Con này là áo dáng váy à, pha chân nhung nhá. Chân váy chân nhung này. Chân váy là chất nhung. Chân váy là chất nhung ạ. Bởi vì là cái màu xanh này lên cao không nhìn thấy màu. Ở ngoài mới nhìn thấy màu đẹp. Ở trong cao thành màu đen. Đây nhá. Áo len này. Đuôi pha đuôi nhung này. Đuôi nhung nhá. Xinh chưa? Em này 155.000. 155.000. 155.000 nhá. 160 đi. 160 đi ạ. Đi thẳng vào con xuất sắc. 160.000 nhá, đẹp dã man. Bị dính vào nhau rồi em ơi, chị nghĩ là cắt xử tôi lùa đi đi. Này. Cắt tôi lùa đi. Em này chất lên ép nhá. Form cũng hơi rộng đấy ạ. Con này chất lên ép, chị nào lấy để 100, em để 100 chỗ này hơi sần. Các chị cắt lông dùm em một tí là được này. Ngay chỗ túi thôi, đâu cả cái áo chả làm sao hết. Chị áo lấy em sẽ còn 120.000 nhá, chất lên ép. Có hai cái khóa này. Khóa giải. Có hai cái túi hai bên này. Đây nhá. 100 bao nhiêu nhỉ? 160. Huỳnh Thị Thủy Tiên có đơn gộp à? Lâu lâu rồi sao ấy. Áo này nhá, 120.000. Chất đẹp cực. Cái váy len chân nhung ấy, chân nhung ấy. Con này cũng đẹp. Em này cũng đẹp này, 150.000 nhá. Em này cũng đẹp, 150.000. Chất đẹp lắm, chất lên cực kỳ đanh luôn nhá, 150.000. Ai lấy comment là 150 kèm số điện thoại, 150 kèm số điện thoại nhá. Em biết không, năm ngoái nhá, chị bán ấy, chị còn bán từ 7 rưỡi tối đến 12 giờ đêm. Khách vẫn chưa cho đi ngủ, đông đến lúc đấy mà. Khách đi ngủ quay hết với em, quay 1 giờ sáng. Đây chị cũng mua từ năm ngoài. Ô con 150.000 đẹp này. Không mua quả là quá tiếc luôn. 150 kèm số điện thoại đi ạ. Nhưng con đẹp với các chị không mua em mà thật. Em cũng hiểu vì sao ai do quay lên cam mà không đẹp. Còn là đẹp lắm luôn ấy. Linh Thùy, Linh Thùy chốt lên. Ôi con lên dáng váy này cũng đẹp này. Bọc mày màu đen đẹp thế. Này, nó pha chân ren nhá. Em lên dáng váy này 160.000. Pha chân ren dáng váy chất lên cực kỳ đẹp, 160.000. Chị nào lấy comment là 160 dùm em nha. Còn năm nay có quá nhiều người bán. Mà nhà mình thì có quảng cáo gì đâu, toàn cứ tự thôi. 160.000 nhá. 160.000. Trinh Lê 160 để số nhá Trinh Lê. Thế Trinh Lê có đơn gục ấy nhở. Yeah. Cổ lọ màu nâu này. Len cổ lọ màu nâu 150.000. Cổ lọ màu nâu 150.000 nhá. Cổ lọ màu nâu 150.000. Trinh Lê để số kìa. Vừa nhận hàng. Ui chị ơi đẹp lắm. Cảm ơn Linh Linh nhận hàng được rồi à? Linh hình như hôm trước Linh bảo dục dao đúng không? Em này nhá, 150. Để số đi cả nhà ơi. Chốt cho nhanh nào, những ai có đơn giữ được comment là gộp đơn. Huỳnh Thị Tiên chốt 150 gộp. Ok Huỳnh Thị Tiên màu tây này. Cái màu nâu ấy, màu nâu của lọ Huỳnh Thị Tiên gộp đơn. Em này nhá, 140. Vạt xinh này, 140.000 nhá, vạt lệch này, 140. Chị nào lấy comment là 140 kèm số điện thoại cho em cái. 140. Lên ép 120k, 73 cân không vừa đâu chị ơi. Riêng lên ép thì phải chuẩn cân. Bởi vì những con lên ép mặc dáng vừa người. Mà chị to quá thì mặc nó không thể giãn ra được như cái khác. Ô cái nâu nó đây. Em nâu này mặc chân váy xòe đẹp này. 140 chị Trương Lan. Này, chất đẹp dã man luôn này. Con đâu rồi nhá, em đâu này 130.000. Hình nơ nhá, 130, con này chất đẹp 130. Ôi con này bé quá nhở. Em này chỉ cầm 47, 48 cân mặc được thôi. Sale 90.000 nhá. 47, 48 cân mặc được, sale 90.000. 130 hoa chu. Là con màu nâu ấy. Ai mở cửa à? Phương ơi, ai mở cửa à? Nghe cái tiếng kim. Đây nhá, màu hồng này. Màu hồng này nhá, màu hồng này cũng sale. Màu hồng này cũng sale luôn, 95.000. Ai lấy comment 95k. Vì em ghét màu hồng. Nhưng những chị nào thích màu hồng thì sẽ được lợi. Con này khoác len này. Khoác len dáng ngắn này. Ủa? Mát kinh không? Khoác len dáng ngắn nhá, 150.000. nhá. Ôi, cái khói bị rắt à? Phải rắt đâu mà phải cái len này nó bị. Thì chờ em một chút được rồi. Khoác len nhá, 150.000. 150.000 này, 95k gộp. Thu Hiền là con màu. Ôi nhưng mà con này bị bẩn rồi. Con hồng này là 95.000 đấy. Nó bị bẩn rồi, đúng không nhỉ? Đúng không? Đây đúng không? Con hồng này hơi bẩn một chút này. Con hồng này em fix thêm nhá, đây này. Các chị về giặt dùm em nhá, đây. Fix thêm nhá, fix còn 50.000 con hồng này. Thế còn 50k con hồng rồi nhá. Thích toàn thích lỗ nhiều luôn. Con khoác lê mặc quê mất, chị nào lấy để một em để 140 nhá. 140.000 quá đẹp luôn này các chị ơi. Mang mủng nhá, đây nhá, nó có cả cái dây. Không mua á, Zara đấy. Zara chuẩn luôn này. Cùng. Thu Hiền gộp 50 hồng này. Zara nhá. Không thì mình để mình mặc đi, chất len được, chất len đẹp. Zara đó, ui con này chất lên ép. Dán áo nha. Áo dán chữ A kiểu này nha, 150. Chị Phương Lâm chốt 140. Phương Lâm cho em số, ok chị, 140 đấy. Zara đấy. Em này 150.000 nhá. Còn đâu rồi? Con này chỉ size S thôi nhá, size ML mặc hơi chật đấy. Bởi vì những con đấy phải mặc suông mới đẹp. Tiếp vào con màu nâu. Màu nâu tây 135. Màu nâu tây 135. Đây 135.000 nhá. Dễ mặc không? Có hình này. À? 135 chị Trương Lan. Chị cái gì Loan ấy, đúng không? Đọc xa xa chứ không để ý. Con màu vàng size SM. Màu vàng size SM nhá, 125.000. Mà chị nào lấy để 120.000 luôn này, size SM 120k. Thôi là nó inbox thông tin nhá, comment cho này đi trôi. Thêm một em này 130, vừa nãy có chị nào chốt không nhỉ? Con này giống hệt con vừa nãy 130.000 này. Em này dáng váy nhá, các chị có thể mặc để đi bốt đấy, rất là xinh luôn. 130.000 chất lên đẹp lắm. Vàng 120 chị Lam Phong. Đơn chị em gửi rồi, chị Nga Tô, đơn giày dép đúng không ạ? Con này 130.000. Ôi. Nó bị cái gì trắng trắng này. Ôi này cậy vắt là ra này, các chị về giặt dùm em với, sale 100 luôn. Sale 100.000 luôn nhá. Các chị giặt ra đấy, cậy ra nó dính nhất gì này. Ôi len dáng váy. Con len này dáng váy nhá, cho len ép cho em này. 160.000. 160.000 nhá. 160.000. Cắt cái tua đuôi đi à? 160.000. 100k chị Nguyễn Hằng. Cái gì ấy? 160 sao đấy. Cái trước đấy. 100 tính hoa. Đâu? Tính tua đua đâu? Cái kìa. Tím mận ấy. 100 chị Nguyễn Hằng. Linh Thùy gộp với giày 160 sali tây để số nhá. Một em màu hồng. Màu hồng 70.000. Màu hồng này 70.000 nhá. Đây là hồng nhạt 70.000, dáng váy này 70.000. Nào lấy comment 70k nhá. Chất lên đây nhá. 70k em cũng thích màu hồng, bán cũng là cái rẻ. Cả lỗ và lỗ hết màu hồng. Con thỏ phẩy đuôi này. Con thỏ phẩy đuôi. Con thỏ này nhá, con thỏ này 95.000. 95k nhá. 95k con thỏ này khoảng 50 cân đổ về thôi. Màu ghi trơn 110.000 này. Chất cực đẹp. Màu ghi trơn 110.000, 95k của Linh Linh. Là con thỏ phải đuôi à? 95k Linh Linh này. 70k gộp của Nhi Hiếu. Nhi Hiếu lấy Nhi Hiếu 60.000 luôn. Nhi Hiếu 60, con màu hồng với gộp đơn 60k. Linh Linh đơn mới, Linh Linh để số nhá. Em này 110.000 này, chất đẹp luôn. Nguyễn Hải, Nguyễn Yến lấy 110.000 này. Nhầm nhá, Nguyễn Yến 110.000. Thế nào nhầm hỏi. À, ui điện giật. Áo ấy. Điện giật đấy. Áo lông này, nó hay bị điện giật cực. Ôi đau vãi, ngủ đông chứ chị toàn bị. Ấy chưa? Ghi được chưa em? Có cần chị đọc lại không? Em cẩn thận nhầm áo ấy Tâm Lan ạ. Nhớ nhầm áo ấy đâu, cái đấy bao tiền, cái của Linh Linh. Cái 70.000, à 60.000 hồng gộp đơn cho ai ấy. 60, chỉ là fix 60. Cái màu xanh nhá. Màu xanh này này 120.000. Màu này đẹp đấy, màu này ở ngoài lạ lắm ạ. 120.000 nhá. Xẻ vạt nhá, cổ lọ nhá, 120. Nguyễn Yến là cái áo 110.000 nhá. Cái này 120.000 nhá. Các chị cứ nhận hàng nhà em đi, mua một lần là mê, yên tâm. 120 chị Trương Loan, cái màu xanh ấy. Màu hồng kẻ này. Màu hồng kẻ 120.000. Màu hồng kẻ 120.000 nhá. Màu hồng kẻ 120 quá rẻ. 120 màu hồng kẻ. Size M cũng vừa. Con này có giãn. 120.000 nhá. Ai lấy 120 hồng comment 120 hồng cho em. Có con chữ màu vàng. Chữ màu vàng này nhá, em này 140.000. 140.000 này. 140.000. Ai lấy màu hồng kẻ comment là 120 hồng kẻ nhá, con hồng kẻ đẹp mà. Ôi con hồng kẻ đẹp này. Em cảm ơn chị Hằng, thank you chị yêu. Đây nhá. Ô con này đẹp. Cửa nhau à? Thôi ai lấy fix còn 110.000 luôn cho nhanh, sale luôn. Hôm nay chỉ muốn bán nhanh. Đây là em đang bầu nhá. Em mặc có bị chật. Đây này. Các chị mặc với quần len kinh các thứ cực kỳ đẹp luôn nhá. 110.000 chất lên đẹp lắm. Đây là em đang bầu, bụng khá là to rồi, mặc bộ đen các chị không nhìn thấy thôi. Con vàng này đẹp mà không ai chốt à? Em ơi, treo chị hai này lên chụp ảnh rồi nhá. Này, hai chụp ảnh nhá. Có móc không? Đây đây. Màu hồng này khi lấy về cho trẻ con mặc thôi. Cái hình này trẻ con lắm. Hình này. Và 140 Thủy Tiên lấy luôn. Con màu ghi này 120 nhá. Màu ghi này 120. Con màu ghi này 120.000. Nó hơi sần đây. Các chị về cắt lông một tí là được. Thế thôi sale còn 100.000 luôn. Sale còn 100.000 luôn. Hai bên có hai cái khóa nhá. Sale còn 100.000 luôn. Hồng kẻ chị Nguyễn Thanh này 101 đúng không? Hồng kẻ sale 101 rồi đấy. Rồi con màu xanh trơ này cũng đẹp. Nhìn thì cảm tưởng nó bị hơi phai màu ở đây. Nhưng mà dơ lên nhìn kỹ. À nó hơi bạc màu thật. Nó hơi bạc màu ở đây nhá. Em sale còn 60.000 này. Đây nhá, nó hơi bạc màu. Nhưng thực ra là mặc lên ý, nó là màu xanh rồi. Nhìn như thế mọi người nghĩ là cái kiểu của nó như thế ạ. Đấy là do các chị chú ý kỹ mới thấy nó chất lên đây nhá. Em sale còn 60.000. Cái gì 100 đấy. Chị Nguyễn Hằng 1.100 này. Cái này sale 60.000 nhá, quá rẻ. Chất lên cực đẹp. 60.000. Chị Sở Tinh Dâu ơi, 6 giờ nhá chị nhá. 6 giờ cho em nhá. Con khoác len chấm bi này bán sale này. Khoác len chấm bi nhá, bán sale 130. Khoác len chấm bi có mũ này, bán sale 130.000. 130.000 nhá. 60 chị Lam Phong là cái màu xanh ấy. Nỉ hàng còn không em? Còn màu gì nhỉ? Nỉ hàng còn màu gì? Ôi vừa nãy chị mang một bọc nỉ cờ ra, có quên không bảo Hà mặc. Ok. Con này đẹp mà. Đây mới mặc mà có mũ nữa. 130. Chị Nguyễn Thanh này chấm bi 130 này, chất lên ép nhá chị. Chị Nguyễn Thanh chấm bi 130. Em này chị lấy em bớt còn 125.000. 125.000 nhá. Con màu xanh này mặc không đi bốt đến đây này. Bởi vì cái kẻ xanh cực kỳ đẹp. Nó giống kiểu của Gucci ấy. 125.000. 125k. Ai đấy comment 125k kèm số điện thoại dùm em. 125k kèm số điện thoại mấy giờ rồi em ơi? Em bán mỗi ít dạ nhá các chị ơi, rồi nghỉ nhá. À đấy, con này 110.000 này. 125 của ai để số cho tôi với tình yêu ơi? Chi Chi à? Chi Chi để số ấy, có đơn chưa? Con này sale còn 110.000 nhá, tu luôn này. 110.000 sale nhá, 110k. 110.000. Có lên khoác mà hết rồi chị ạ. Con lên đâu rồi, bị sao á? Con lên đâu cho các chị nào sẽ hết nhá, chất cực kỳ đẹp. Pha gen này. Em ơi, nếu mà đơn của em to quá chị không gộp vào nhá Ngọc nhá. Không phải là em mua cả 10 cái chị gộp vào một đơn cho em như thế không được đâu em ơi. Chị chịu đâu, không gộp được. Màu nâu các bạn Ngọc Jenny nhiều mà nhỉ. Ở đâu hôm trước à, hôm qua gì đấy. Đơn toàn len làm sao mà gộp được dạ đúng không? Cái áo này chị áo lấy em để 100.000 set. 100k set nha. 100.000 set cổ lông. Ơ này đẹp mà chị thấy con này đẹp mà sao không ai chốt này. Em này cũng sale luôn 125.000 cho các chị này. Chất len cực kỳ đẹp luôn nhá, 125. Chị Chi ơi lần sau Chi có lấy đơn không nhở? Cái này 125.000. 125k nhá. Màu hồng pha ghi 125.000. 125k nhá. Chị lười bóc dạ lắm, bóc dạ bây giờ lại phải gói vào, mình cắt. Xe này. Và đây là dáng khăn rồi, nhìn biết tôi lua cái tôi lua ấy. Tôi lua khăn đi. Xe này. Chi để số ạ. Con này dáng khăn nhá các chị nhá. Xe này. Không. Con này dáng kiểu này nhá, đây. Xé đây nhá, em mặc hơi kích tay thật, xé. Con này có mấy size cơ mà nhỉ? Cái này có màu đỏ nhá, xem màu đỏ size gì? Cái em đang mặc là màu xanh thang, còn cái kia là màu đỏ. Ai lấy em để 285.000 một chiếc. Sale rồi nhá, 285 màu đỏ gì đấy. Chất dạ gai nhá. Màu đỏ size gì? Để em mặc thử màu đỏ cho các chị xem cho dễ. Con này là hàng nguyên tăng mát nhá, chất dạ không phải chất len đâu. Đây này. Nguyên tăng mát luôn. Em mặc thử màu đỏ cho các chị xem cho rõ này. Không cần đâu em phải tìm đâu. Màu đỏ thì có L. Đấy đâu. Màu xanh có S. Chị áo lấy em để 279.000 nhá, quá rẻ luôn nhá. Size L phải to hơn thật. Đây. Đây này em đang mặc thử size L nó không đúng với size người em nhá. Đây này. Hoặc kiểu như này nhá. Có màu đỏ và màu xanh. Vâng chị Lam Phong, đây. Xinh lắm, 270.000 thôi nào. 270.000. Thôi ra đây không phải bới đâu. Có thể ai chốt cái gì không? Gì á? Màu đỏ có ML, không ai chốt mà. Bới ra mất công chứ không phải bới nữa rồi. Hoặc cái gì bây giờ? Cho chị cái màu nâu gì ấy? Cái màu nâu dưới chân em, thẳng chân em ấy. Gì ấy? Đẹp thế. Size M này. Size M nhá, 450. 450.000. Còn này mà các chị không chốt nữa thì em thôi em nghỉ luôn. 450.000 nhá. Em này form khoảng 57 cân đến khoảng 62 cân thôi, 55 cân. 55 cân đến khoảng 60, 62 cân là cùng, 62 cân là ai phải cao. Còn nó không chỉ đến khoảng 60 cân thì đấy thôi. Con này đẹp, form viết rất là đẹp nhá. À, rẻ. Đây nhá. Giá 450.000 chất dạ ép nhá. 450k. Phá chốt này không? Chị không chốt nữa, em nghỉ luôn này. Nốt con này ai lấy gì inbox thông tin nhá. Đẹp dã man luôn. Sao các bạn cứ thích màu đen đấy nhở? Màu đen rất là nhiều, nhưng nó đang lẫn ở đâu đấy không tìm thấy thôi. Chứ những cái màu tây tây thì nó mới ít, chứ còn màu đen này rồi những màu chung chung ấy thì nhiều lắm. Đây nhá, 450.000. Con này đẹp dã man, không ai chốt thật. Các chị inbox thông tin nhá. Không có cái này màu trắng đâu ạ. Con dạo này size màu nhá mọi người. Em này đẹp này. Gặp lại cho chị đi. Không có màu trắng á. Này gặp lại cho chị. Màu tây dã man, đây là màu nâu cam đấy chứ. Để còn giận nhá. Bắt không chưa? Thế này. Không có chị ạ. Nhưng mà thực ra là dạ mặc suông rộng đẹp mà. Con lấy em phải nhá. Còn một đống đơn giày vẫn chưa xong trên tầng. Chứ mai không xong nhở, nhiều đấy. Len đen này, con len đen dáng rộng này. 135.000 chất lên em nhá. Có kéo quá sau. Cái màu nâu rồi có size M thôi ạ. Còn đúng một cái size M đúng hơn. Con len em đang mặc nhá, đây 135.000. Rất là dễ mặc đúng không ạ, form dễ mặc. 135.000 chất lên ép nhá. 135.000 135k. Chị không làm đâu được. Tất nhiên là cái dạ đấy thì có size, nhưng mà tùy mẫu mới còn mấy còn size thôi nhá. 135k có ai chốt không ạ? Chất lên ép nhá. Rồi ok, các chị inbox thông tin bên em gửi hàng này. Từ 2 sản phẩm em gửi hết nhá, không giữ đơn cho ai đâu nhá. Từ 2 sản phẩm này em sẽ gửi chứ không giữ đơn để gộp thêm nữa, bởi vì đợt này hàng đông mà to lắm, nặng lắm. Nha mọi người inbox thông tin nhá. Bye bye.